Lên nói nha, cứ thoải mái. Như vậy trong cái phần release của chúng ta, vậy đối với lại một cái release ở chỗ này thì tạo ra một cái package mới ha. Rồi, package filter. Thì trong cái package này chúng ta sẽ nói lại về relic demo relic. Như vậy ở relic thì chúng ta sẽ có hai dạng. Một, đối với lại cái array list của chúng ta, cái kiểu dữ liệu bên trong này thì chúng ta tạm gọi nó là kiểu đơn. Đó, kiểu đơn. Như vậy kiểu đơn là gì? Kiểu đơn ví dụ như là string, ví dụ như là int, hoặc là integer, hoặc là double. Đó, ví dụ như vậy. Thì thường ở trong này chúng ta sẽ sử dụng kiểu lớp bao. Ví dụ như vậy, chúng ta có thể là sử dụng string integer double, gọi là kiểu dữ liệu đơn. Hoặc là kiểu dữ liệu là chúng ta sẽ sử dụng array list. Và dữ liệu của chúng ta ở đây không phải là đơn nữa mà là một class. Một class được chưa nào? Ví dụ chúng ta sử dụng là nhân viên, rồi sinh viên. Như vậy hai cái này có gì khác không? Hai cái này có gì khác không? Cơ bản là giống nhau, cơ bản là giống nhau. Nhưng riêng đối với lại cái ArrayList ở trên thì nếu mà chúng ta sort thì nó sẽ sort trực tiếp cái ArrayList luôn. Đó, sort trực tiếp. Còn nếu như ở dưới thì khi mà các bạn sort, đó, ví dụ như chỗ này bạn đưa vô đây một cái ArrayList là bạn sort ngay. Còn cái sort ở dưới này bạn đưa vô ArrayList là bạn phải còn cái comparator. Đó, thì chúng ta mới sắp xếp được. Như vậy các bạn chú ý phân biệt ở chỗ sắp xếp là chính thôi. Kịp chỗ này không các bạn? Dạ ok thầy. Rồi. Bạn nào mà chưa chưa nắm rõ thì mình sẽ nói thầy nói lại nha. Bây giờ mình sẽ demo cho cái đầu tiên. Demo cho cái đầu tiên. Như vậy với một ArrayList thì chúng ta sẽ có những cái thao tác cơ bản. Thứ nhất là khởi tạo. Tạo một ArrayList là tạo như thế nào? Thứ hai là chúng ta sẽ thêm thêm thành phần vào, thêm phần tử. Thứ ba là chúng ta có thể thêm xóa sửa, đó, xóa phần tử. Rồi chúng ta có thể sửa phần tử. Như vậy để sửa được phần tử thì chúng ta có thể tìm tìm phần tử. Chúng ta có thể sắp xếp. Đấy, còn gì nữa không? Khởi tạo, thêm, xóa, sửa, tìm, sắp xếp. Còn gì thao tác trên ArrayList mà chúng ta cần quan tâm nữa không? Như vậy trước tiên chúng ta sẽ thử trên một cái ArrayList đơn. ArrayList đơn. Vậy thì đối với ArrayList này là một cái lớp riêng. Cho nên các bạn muốn xài ArrayList, các bạn sẽ phải import cái ArrayList này vào. Ha, import vào. Import
java chấm until chấm array array list. Rồi như vậy đó là chúng ta import vào. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ ví dụ như là danh sách số nguyên, danh sách số số thực đi ha, double danh sách số thực. Như vậy hồi nãy mình nói rồi, cấu trúc để mà khai báo một array list thì chúng ta phải có là kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu nó có string, có integer, có double vân vân thì mới đến tên biến. Như vậy chỗ này các bạn phải mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, kiểu của chúng ta là double. Danh sách số thực bằng new array list. Cấu trúc của nó như thế. Thì chúng ta cứ theo như thế thôi. Array list chấm phẩy. Và chúng ta đã tạo ra được một cái mảng, mảng có dạng là array list chứa các kiểu dữ liệu là double, có cái tên là danh sách số thực được khởi tạo. Được không nào? Bây giờ chúng ta đã khởi tạo rồi. Khởi tạo rồi. Bây giờ chúng ta thêm phần tử. Như vậy bạn có thể thêm bằng cách là danh sách số thực chấm add. Add cái gì? Ví dụ bạn add là 6.8. Bạn đưa số thực này vào. Hoặc là bạn nhập từ bàn phím, bạn đưa vào. Ví dụ chúng ta muốn nhập từ bàn phím, chúng ta khai báo một cái scanner bằng new scanner. Rồi ở đây chúng ta có thể là xuất ra một cái thông báo nhập số thực 2 chấm. Rồi làm gì nữa nào? Chúng ta sẽ danh sách số thực chấm add. Add cái gì? Add scan chấm net double. Như vậy chúng ta cũng đã nhập được một số thực vào. Vậy danh sách của chúng ta đã có được hai số thực. Chúng ta thử thêm một cái nữa để chúng ta xuất ra số thực chấm add. Ví dụ như 9.0. Và chúng ta bây giờ xuất ha, thêm phần tử, xóa phần tử. Rồi bây giờ mình xuất danh sách. Xuất array list. Xuất. Như vậy để xuất được array list thì chúng ta phải duyệt. Duyệt được array list. Như vậy khi các bạn duyệt thì nó sẽ có hai dạng để các bạn duyệt. Các bạn có thể là dùng for i hoặc là các bạn for it. Đó, for it. Tùy cách bạn for. Đúng không nào? Như vậy thì đối với lại cái for it này, trong rất là nhiều ngôn ngữ chúng ta có thể sử dụng for it này rất nhiều. Đó, for it này rất nhiều. Thì các bạn chú ý là trong cái cách mà chúng ta sử dụng trong các ngôn ngữ rất hay sử dụng. Bây giờ mình sẽ duyệt mảng để mình xuất mảng ra. Duyệt xuất mảng. Như vậy chúng ta nếu như mà chúng ta for i thì chúng ta sẽ khai báo int i bằng 0 chấm phẩy i nhỏ hơn danh sách số thực chấm size. Ở release thì người ta dùng cái phương thức là size chấm phẩy y cộng cộng. Và đối với lại cái dạng này thì chúng ta muốn lấy được số thực ra thì chúng ta sẽ có danh sách số thực chấm get y. Như vậy đây là chúng ta đã lấy được số thực thứ mấy. Và lúc này chúng ta sẽ add out cái này ra. Rồi để thấy được cái mảng của chúng ta một cách dễ dàng thì các bạn cố gắng debug vào nhé. Debug vào. Tại vì khi mà mình lập trình thì mình cố gắng debug để mình hiểu được cái dữ liệu của mình một cách dễ nhất. Các bạn sẽ click chuột phải, các bạn chọn debug file.
đây dữ liệu của mình, và cái chương trình của mình nó đang chạy. Đợi tí nó sẽ dừng lại ở một cái vị trí để cho mình xem. Rồi ở đây thì nó đã chờ mình nhập một số thực nè, mình nhập ví dụ như là 98.4 đi ha. Đây là nó đang ở đây các bạn, nó chờ nhập số thực nè. Next triple enter. Thì sau khi mình nhập số thực xong thì danh sách số thực của mình sẽ có số đầu tiên là 6.8. 6.8 là do mình gán nè. Số thứ hai là do mình nhập là 8.4. Và số thứ ba là mình gán tiếp là 9 chấm. Như vậy khi mà các bạn nhìn vô đây, các bạn sẽ thấy mảng của mình nó bắt đầu từ 0, 1, 2 là số lượng. Và size của nó là bằng 3. Đó, mình nhìn vô đây mình thấy rất là rõ về cái dữ liệu của mình. Thì lúc đó mình can thiệp nó rất là dễ các bạn. Mình nhìn thấy rõ dữ liệu thì mình can thiệp nó rất là dễ. Rồi for y chạy từ 0 cho đến danh sách số thực chấm size, tức là chạy đến 3. Mà chỗ này nhỏ hơn, tức là chạy đến 2 thôi. 0, 1, 2. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đi xuống đến dòng in. Đây nó in ra 6.18. Tiếp tục nó in ra 8.4. Tiếp tục nó in ra 9. Được chưa nào? Như vậy thì khi mà các bạn chạy á, các bạn cố gắng chạy debug giùm thầy để mình thấy được dữ liệu của mình một cách tường minh, và chúng ta sẽ rất dễ. Bây giờ cũng mảng này, nhưng thầy sẽ xuất bản foil ha, chỗ này thầy sử dụng foil. Rồi foil thì thầy sẽ xuất như thế nào? For, và ở đây đối với lại for mà theo chỉ số thì chúng ta dùng biến nguyên để chúng ta đánh chỉ số. Nhưng khi các bạn muốn dùng for thì các bạn phải coi thử là cái array list này dùng kiểu dữ liệu là gì. Thì ở đây chúng ta khai báo kiểu dữ liệu đúng như vậy. Double, ví dụ D 2 chấm danh sách. Đó, D 2 chấm danh sách. Và ở đây chúng ta sẽ add out cái D này ra. Đó, add out cái D ra. Rồi mình không cần danh sách số thực chấm get y nữa. Bởi vì phương pháp này cứ mỗi lần duyệt là nó lấy cái giá trị của mỗi phần tử nó đưa vô cái D này rồi. Cho nên mình chỉ cần xuất cái D này ra thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy run luôn, nhập số thực 8.4 giống như lúc nãy. Đây, cái này là for thường, cái này là void, được không nào? Đó, rồi chúng ta sẽ có một cái nữa là đối với lại cái phần xuất này, giả sử trước đó chúng ta sẽ thêm rồi. Thầy đã ví dụ thêm rồi, khởi tạo rồi, thêm phần tử. Bây giờ xóa phần tử. Xóa phần tử. Rồi chúng ta thêm và chúng ta xóa. Như vậy ở chỗ này, cái danh sách số thực này chúng ta muốn xóa thì các bạn sẽ chọn remove. Remove ở đây nó, nếu như mà các bạn remove object, tức là nó vừa đi tìm xem cái object này có hay không. Nếu có thì nó xóa. Và nếu xóa được thì nó bảo là true. Còn nếu không xóa được thì nó bảo là false. Được không? Ví dụ chỗ này mình sẽ remove 5.0. Remove 5.0. Và vì nó trả về giá trị boolean cho nên mình sẽ lấy một cái giá trị boolean là kết quả bằng remove để mình xem thử là cái kết quả này của mình nó sẽ có giá trị như thế nào. Thì chúng ta chạy debug vô đây, chúng ta sẽ thấy
Bây giờ chúng ta sẽ khỏi nhập đi ha. Đoạn này nhập nó lâu quá, chúng ta sẽ gán một cái mảng luôn, một cái mảng số thực luôn để chúng ta sử dụng cho nó dễ. Danh sách số thực chấm add, ví dụ như là 6.0, 6.8, 7.0 đi ha, 7.0, 5.0, 5.0, ok. Như vậy là chúng ta đã có danh sách 3 số. Và bây giờ xuống đây, chúng ta sẽ xem thử là đây nó xuất ra được 3 số nè. Và cái kết quả chúng ta remove 5.0. Kết quả bây giờ chưa có ha. Bây giờ chúng ta chạy qua một cái. Đây, kết quả bằng 2. Chạy lại. Chỗ này chúng ta không remove 5.0 mà chúng ta remove 5.5. Rồi. Remove 5.5. Dữ liệu của chúng ta là 685090. Chúng ta remove 5.5. Nó trả về kết quả là false, không remove được. Đấy. Như vậy các bạn thấy là nếu như khi chúng ta remove xong thì dữ liệu của chúng ta nó chỉ còn hai thành phần thôi. Còn hai thành phần. Đây, mảng của chúng ta lúc đầu danh sách số thực có 3 số. 6859. Khi chúng ta remove xong thì 689, còn số 5 nó biến mất. Như vậy thì cái hàm remove này nó vừa cho phép chúng ta là remove một đối tượng có tồn tại thì nó trả về kết quả là true. Còn nếu như đối tượng không tồn tại thì chúng ta trả về kết quả là false. Và hàm này rất hay, để cái phương thức này rất hay để chúng ta xử lý cái việc là xóa một số. Còn một cách khác, tức là đối với lại cái số 5 này nè, chúng ta không biết là nó có tồn tại hay không, nó ở đâu mình không biết, thì mình sẽ vừa tìm vừa xóa. Còn nếu như mà các bạn lấy danh sách số thực, bạn chọn remove index, remove index, thì ở chỗ này nó sẽ đưa vào vị trí mình cần remove và nó trả ra một cái giá trị mà bạn đã remove. Bây giờ mình thử nha, mình remove. Ví dụ như chỗ này nó trả ra giá trị double số bằng remove 1. Rồi mình vô đây mình sẽ debug đến đây để mình xem thử là nó ra cái gì. Đây, số mình chưa có, mình nhảy qua một cái. Mình remove cái số 1 ha. Vì theo các bạn là nó remove số mấy? Index 1, remove số mấy nào? 68 5 0. Hả? Dạ 5. Remove số 5. Như vậy sau khi nó remove được số ở vị trí 1 xong thì nó báo cho mình biết nè, tôi đã remove số 5 của anh đi rồi. Đấy, và danh sách của anh bây giờ còn 2 số. Tôi mới xóa số 5 đó nha. Đó, như vậy tùy. Nếu bạn đưa vô số thì nó trả ra true false. Bạn đưa vô vị trí thì nó trả ra số bạn đã xóa. Thì cái việc là mình có muốn giữ lại cái số này hay không là tùy mình. Tùy mình thôi. Ví dụ như là mình thông báo với người ta là đã xóa thành công. Còn nếu mà không thì thôi. Rồi bây giờ ở chỗ này rất là hay nè. Giả sử bây giờ bạn xóa số 3 đi. Được không? Remove 3. Theo các bạn được không nào? Nét nha. Đây. Nó báo gì ta? Index of out of power for lane 3. Tức là đối với lại cái index 3 thì ra khỏi cái vùng với cái độ dài là 3. Độ dài là 3 là nó chỉ có 0, 1, 2 thôi. Mà mình remove 3 là không được.
Như vậy làm sao để mình xử lý chỗ này mà nó không ra cái lỗi đỏ này? Có một bạn hồi tối hôm qua hả? Có một bạn hồi tối hôm qua hỏi về cái vụ là expansion nè. Exception ha. Như vậy thì hôm trước chúng ta đã trao đổi về exception nè. Như vậy đây là lỗi các bạn. Đây là lỗi. Thì nó báo lỗi cái exception này, nó báo lỗi thôi. Chứ exception thì cũng không gọi là lỗi. Nó báo cho chúng ta lỗi. Như vậy ở chỗ này bạn muốn remove mà không có xảy ra một cái lỗi đỏ, tức là chương trình của mình nó vẫn chạy bình thường, thì chỗ này bạn sẽ đưa vô đây cái gì các bạn? Try remove. Nếu ở chỗ này lỗi thì chúng ta sẽ in cái lỗi E này ra. Đó. In cái lỗi E. Bạn muốn in cái gì thì bạn in cái đó. Thì trong cái E này nó có rất là nhiều thứ các bạn. Nếu cần thì bạn debug vô để bạn xem thử là cái E nó có cái gì. Đó. Ví dụ như là mình lấy cái E.getMessage thôi. Mình chỉ lấy cái thông tin ra. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ remove. Cái chỗ này là nó đang cho mình là bỏ đi. Rồi. Như vậy thì mình debug lại cái ha, tại vì mình chạy chưa đúng cái vị trí. Rồi, đây, mình sẽ... Ủa sao mà nãy mình có debug chỗ này nữa hả? Bắt debug lại chỗ này cái. Rồi, ok. Như vậy nó nhảy vô đúng với lại double của mình nè. Như vậy bây giờ mình remove số 3. Là cố gắng làm cái gì đó, cố gắng làm cái này. Nếu làm không được thì nhảy xuống đây. Giờ nó làm không được rồi đó. Và nó nhảy xuống là nó in ra index of 3 out of 5, chứ nó không ra lỗi đỏ nữa các bạn. Như vậy thì bây giờ cái lệnh này của chúng ta, nếu mà chúng ta chạy bình thường run for. Đây. Ở trên này nó chỉ báo cho chúng ta là cái lỗi gì thôi. Rất là rõ ràng. Nếu nó không ra nguyên cái lỗi đỏ và chương trình của chúng ta vẫn chạy bình thường, không có vấn đề gì hết. Đấy, thì chúng ta dùng try catch và chúng ta dùng cái exception này để quản trị lỗi. Được chưa nào? Như vậy nếu như mà các bạn muốn thì các bạn vào đây để các bạn có thể xem được rất rõ là cái exception này nó chứa cái gì. Đó, cái exception này nè, là cái E này nè. Đó, nó chứa rất là rõ nè. Thông tin ở đây. Bạn muốn đào thông tin này ra thì bạn vô bạn search, bạn đào cái thông tin nó ra. Đó, còn không thì thôi. Đó. Trong này có rất 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 nhiều thông tin liên quan. Tạm thời là thế ha, mình không cần đào sâu. Đối với chúng ta thì chúng ta không cần đào sâu. Và chúng ta chỉ cần biết đến như vậy là được rồi. Bạn nào muốn nghiên cứu sâu thì các bạn vô đây các bạn đào. Đào thông tin. Như vậy chúng ta đã nói luôn về đến cái exception rồi. Và chúng ta đã xóa được một thành phần ở trong data. Sửa thì set, tìm. Ví dụ như sửa. Chỗ này là mình đã thêm, mình đã xóa và mình đã sửa. Sửa cũng tương tự. Nó cũng có thể là có out of ha. Rồi ở đây ví dụ như danh sách số thực, mình chấm set. Set thì ở đây nó hỏi là set lại vị trí mấy. Giả sử mình set vị trí đầu, hồi đầu là 68 đúng không? Mình sẽ đổi lại 99 đi.
9.9. Như vậy cái đó là set. Như vậy nó sẽ là 68 rồi. 509 và mình remove cái 50 đi. Và mình thay thế cái 68 thành 99. À không, hồi nãy mình remove không được tại vì mình out of mà. Đó, ví dụ như mình remove ở đây. Rồi, ở trên là chưa remove nè. Ở dưới là mình remove cái 50 rồi, rồi mình sửa cái 68 này lại thành 99. Như vậy mình đã làm ở trên cái mảng array list của số thực thì cũng khá là đơn giản. Ở phần này các bạn có hỏi lại gì ở chỗ này không? Cái bất làm sao để biết mình nên đánh dấu chỗ nào? Ok, câu hỏi rất hay đó An. Câu hỏi này rất hay. Như vậy thì bây giờ giả sử như là bạn đi dò ống nước đi, nó tắc nghẽn trên đường ống thì mình cũng chưa biết thực sự là dò ở đâu đó. Nhưng mà thường đó, là bạn sẽ mở cái romine ra trước, bạn xem thì cái romine nó có bị tắc không. Như vậy mình sẽ đoán. Như vậy đối với bài này nè, ví dụ như là đối với bài này đi, thầy nhỏ code lại tí cho các bạn dễ thấy. Đối với bài này, giả sử như cái phần scan, phần khai báo, phần gán, phần add này vô, phần add này vô, mấy cái này mình biết chưa? Mình biết là nó ổn chưa? Ví dụ như xảy ra lỗi đi, ví dụ như chỗ này xảy ra lỗi nè. Đó, chương trình mình chưa có try get và nó xảy ra lỗi. Chỗ này mình sẽ remove 3 giống như lúc nãy. Mình chạy chương trình, nó chạy ra lỗi mà mình không có chú ý, mình không biết là nó xảy ra lỗi ở đâu. Mình không biết. Vậy thì bây giờ làm sao để mình biết đường là mình try ở đâu để mình biết lỗi? À, vậy thì chỗ này mình sẽ đoán thôi. Ví dụ như là cái này lỗi không? Hồi nãy mình làm rồi, không có lỗi, không liên quan gì đến lỗi hết. Cái này mình đoán cũng không có. Vậy thì xuống đến đây, trước đây mình đã chạy mấy cái lệnh này rồi và nó không xuất hiện lỗi. Thì cái đoạn này mình không cần bắt, mình không cần dò, bởi vì dò nó mất thời gian. Cho nên mình dò xuống đến dưới này. Còn nếu bạn muốn dò từ trên này cũng được các bạn, muốn dò đâu cũng được. Nhưng mà một đoạn từ đây đến đây nó sẽ mất thời gian qua 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng. Và chỗ này nếu mà size của các bạn bằng 3 nữa là 7, 8. Là mình phải dò 8 lần mình mới qua đến đây. Mà trong khi cái đoạn này chắc chắn là đúng rồi, cho nên mình khỏi cần dò. Vậy mình đặt một cái red point ngay ở đây là được. Hiểu được vấn đề là đặt ở đâu chưa? Rồi bạn nào hiểu cho thầy số 1 nào. Rồi ok, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái dạng array list của cái kiểu dữ liệu là một class. Và chúng ta sẽ demo cái phần class của chúng ta liên quan đến cái giai đoạn 2. Thì ý kiến các bạn thế nào? Và trong cái phần giai đoạn 2 của chúng ta là nó bao gồm hết tất cả mọi thứ đó. Trong phần giai đoạn 2 của mình là nó sẽ bao gồm rất là nhiều thứ bên trong. Chúng ta đi từ ban đầu luôn nhé. Để chúng ta làm một cái giai đoạn 2. Như vậy đối với lại cái giai đoạn 2 thì thầy không dùng cái nhân viên, không dùng tiếp thị, mà thầy sẽ dùng là sinh viên, rồi sinh viên IT, sinh viên BIT,
giống như mà bữa hôm trước chúng ta nói đó. Đó thì chúng ta sẽ đổi lại tí xíu. Tại vì làm một cái bài mà nó giống y chang assignment thì nó hơi kỳ. Được không các bạn? Nếu các bạn đồng ý chúng ta làm assignment giai đoạn 2 thì các bạn cho thầy số 2 đi.